Hi, xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không. Ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau hiển thị ra màn hình các số nguyên tố trong đoạn từ A đến B với A nhỏ hơn bằng B và AB là số nguyên. Rồi, ok ha. Vậy thì mình có thể tái sử dụng lại code ở bài trước. Đây chính là đoạn code kiểm tra một số phải số nguyên tố hay không. Nhưng mình sẽ đưa vào thêm một vài thứ mình cần. Thay vì ở đây là N, mình sẽ sửa từng bước nha. Có phải là chúng ta cần số A và số B đúng không? A nhập vào, B nhập vào. Rồi, với điều kiện đầu tiên mình phải xử lý là nếu như A nhỏ hơn 0 hoặc là B nhỏ hơn 0 là không chấp nhận được. Thì print ra vui lòng nhập số tự nhiên. Rồi, ngược lại A mà lớn hơn B cũng không được chấp nhận à, số thứ nhất lớn hơn số thứ hai là không được chấp nhận. Đó, tiếp else lại thì mới bắt đầu đi vào cái chuyện kiểm tra. Được chưa? Như lúc này chúng ta sẽ không kiểm tra như thế này nữa, không kiểm tra n, a, b, c, n nhỏ hơn không, tại vì trên đây đã kiểm tra rồi. Mà lúc chúng ta kiểm tra là kiểm tra số từ a đến b mà đã thỏa mãn trong đây rồi thì không cần đoạn này nữa đúng không? À, rồi, không cần đoạn này luôn, được chưa? Đó, chúng ta chỉ cần vòng lặp duy nhất thôi. Rồi, lúc này nè, chúng ta sẽ làm một vòng lặp cho y in range. Range này xuất phát từ A đến B cộng 1. Đúng không? Đúng rồi. Đó. Thì đi từ A đến B này chúng ta kiểm tra từng giá trị. Lúc này sẽ không gọi là N nữa mà gọi là Y rồi. Vậy thì trong đây chúng ta sẽ tính là Z. Vậy thì thay vì như vậy chỗ này mình để là Z đi. Hay mình để là value đi. Đúng không? Mình gọi là biến value đi. Rồi ở đây mình để là N đi. Cũng tương ứng với cái này nè. Để mình khỏi phải. Khỏi phải sửa code. Chuẩn không? Đó. Hay không? À, thì đây cũng chính là biến n mình nhập vào nè. Đúng chưa? Thay vì bài trước là chỗ này n là một số nhập vào thì bây giờ mình đi qua một dãy số, suy ra chỗ này mình đặt lên biến n luôn là mình lặp lại được thằng này rồi. À, được chưa? Rồi. Vì mình sẽ phải hiển thị ra màn hình cho nên mình không có hiển thị là số nguyên tố hay không thôi. Mình chỉ hiển thị n ra là được. À, nếu như nó thỏa mãn cái chuyện đó thì không ring ra. Không? Thì đơn giản là break ra thôi, không cần riêng làm gì. Còn nếu như tới được đây rồi thì cứ in n ra. À, in n ra là xong sao? N bằng cách bằng thôi chứ không bằng. Đó, là mình sẽ in ra được tất cả các số nguyên tố từ A tới B. Có phải dễ không? Thử nha, thử nha, thử nha. Nhìn là hay liền đúng không? Các bạn sẽ, à, chỗ này mình phải bỏ cái chuyện là n input đây đi ha. Bỏ đi không cần tới. Các bạn phải phát triển được cái tư duy á, là bạn tái sử dụng lại được đoạn code của bạn. Bạn phải hiểu được bạn có gì và bạn cần thêm gì để bạn giải quyết được bài toán nha. Rồi, giả sử A là từ 5, B là tới 20. Số 5 là nguyên tố 7, nguyên tố 11, 13, 17, 19. Chính xác. Quá chuẩn luôn ha. Thử cho cái số nhỏ lại đi. A là bằng 0, B là bằng 7. 0, 1, 2, 3, 5, 7. Rồi, đó. Lúc này chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề gì nè. Chúng ta bị thiếu validate. 0, 1, 2 không được tính là số nguyên tố nên chúng ta phải loại hết tụi này ra. Suy ra cái chỗ này nè. Suy ra cái chỗ này nè. Nếu như mà n nhỏ hơn 2 thì đơn giản là continue đi thôi. Đi tiếp thôi, không làm tới. Mình chỉ tính từ 3 trở lên. Đúng không? Rồi thử lại nha. 0 nè, cho tới 7 nè. 2, 3, 5, 7. Chuẩn không? Đó. Rồi, vì mình muốn bỏ luôn số 2 nên chỗ này 1 là nhỏ hơn 3, 2 là nhỏ hơn bằng 2. Được không? Mà số 2 mình vẫn tính là số nguyên tố thì mình dùng. Số 2 mà vẫn tính là số nguyên tố thì mình dùng. À, cái này tùy quy tắc của bạn. Xong. Siêu đơn giản. Ok. Rồi, vậy là bài này mình đã hướng dẫn các bạn hiển thị ra màn hình các số nguyên tố trong đoạn từ A tới B. Ở bài sau chúng ta sẽ cùng viết hàm hiển thị câu theo mẫu. Bắt đầu chúng ta đi vào hàm rồi nhé. Viết hàm hiển thị câu theo mẫu.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn.